Chào các bác, hôm nay bên em về được hai cặp loa châu Âu rất hay. Vâng, hai cặp loa này thì gần như là trên thị trường bây giờ khá là hiếm. Hai cặp loa châu Âu đến từ thương hiệu Belvox. Nó viết tắt là BO đấy ạ. Là những cái dòng loa cũng rất là đẳng cấp. Và hãng này thì còn làm những cái dòng âm ly, những cái dòng CD. Vâng, trông rất là lạ mắt. Với cái những cái thiết kế hay, chất âm của các cái cặp loa Belvox thì thường mang lại một cái độ chính xác cao, độ chính xác cao, chất âm hay, bằng tiếng thì chi tiết và mạch lạc rất hay. Hôm nay em lên sóng cho các bác một cặp Belvox S80-2 và một cặp Belvox S40. Có thể nói là thiết kế rất đẹp. Cặp 80-2 này thì nó còn cả cái chân zin theo loa các bác nhé. Đối với cái cặp 80-2 này, thiết kế của nó là vỏ màu trắng sứ. Vỏ màu trắng sứ, hình thức ngoại hình thì còn khá đẹp, tuyến loa xuất sắc, zin nguyên bản. Cặp này thì với cái cấu hình gồm 3 đường tiếng, một bát 20, một mít bóng rất to và một loa chép đo. Các bác thấy không? Chia làm hai khối rất đẹp mắt, lắp e căng mà thì còn đẹp nữa luôn. Đấy. Cặp Belvox S80-2 đấy, của hãng BO Đan Mạch, rất hay luôn. Cặp này thì về zin nguyên bản, không có mông má star tút tát gì cả. Đây, phía đằng sau còn rất là mới đây, nó có những cái thông số ở đây. Trở kháng 8 ohm và công suất là từ 80 cho tới 110W, made in Đan Mạch. Phần cọc loa đây đấy, rất là hiện đại. Các bác thấy không? Nó có một cái thiết kế châu Âu khá là lạ mắt, những cái dòng loa khác thì không có được. Đấy. Tiếp theo thì em quay cặp loa Belvox là S40 của Đan Mạch. Cặp này thì với cái thiết kế là cái vỏ màu gỗ, màu gỗ, model là Belvox S40. Đấy, công suất là 40 cho tới 60W, made in Đan Mạch. Đấy, hình thức rất đẹp. Cặp này thì số series của nó còn trùng nhau các bác nhé. Đấy, đuôi là 080. Đấy, số series của nó trùng nhau. Cái rắc loa đặc trưng là rắc châu Âu, rắc Đức đây, rắc đực cái hai chân. Các bác mua em sẽ kỷ niệm các bác một cái rắc để các bác chơi. Đối với cái cặp S40 này, cấu hình của nó thì hai đường tiếng, một bát 20 và một loa chép đo. Mặt loa vân đá rất là sang trọng. Mới hôm trước thì có bán những cặp S60, S70 rồi. Hôm nay cặp bán cặp S40 thì là một cái cặp nhỏ, tuy nhiên giá nó rất hợp lý, 4,5 triệu trong một cái cặp loa châu Âu đẳng cấp. Và tiếng của nó, nếu các bác biết chơi là trong những cái phòng vừa phải, khai thác tốt thì tiếng của nó giật mình luôn. Đấy, tiếng đánh giật mình luôn. 4,7 triệu các bác nhé, 4,7 triệu cho cặp này. Và cái cặp này thì 8,2 triệu. Đấy. Các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần, shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Em sẽ lắp cái e căng lại để xem nó thiết kế nó như thế nào. Thưa các bác, em đã tiến hành lắp e căng xong cho cả hai cặp thì hình thức của nó cũng rất là đẹp. Đấy, hình thức của nó rất là đẹp và điệu đà luôn. Đấy. Cặp S80 có giá bán 8,2 triệu và cặp S40 có giá bán là 4,7 triệu các bác nhé. Các bác mua cặp nào, alo cho em. Xin chào và xin hẹn gặp lại.